Con với anh đang làm gì đấy? Picking rock. Picking rock là làm gì? Con đang làm gì đấy? Phong làm gì á? Rock pie. Rock pie. Yeah. Của con thì đằng kia hả? No. Dirt ball. Bang. Không có vứt. Không vứt đồ, vứt đồ sẽ bị bẩn đấy. Vân cẩn thận ngã đấy. What's that? Con hỏi ai? What's the lines on the leaf? Nó là cái đường gân của cái lá đấy. Đưa chất dinh dưỡng rồi là thu chất dinh dưỡng từ lá và quang hợp ra đưa đi khắp nơi. Cẩn thận ngã Vân nha. Bạn đã mượn con đâu mà con phải răng. Con chỉ đi chơi thôi mà. Bạn đi đến chơi thôi, bạn có làm gì đâu. Cẩn thận rồi ngã đau đúng không? Bên đây con đang làm gì đấy? Picking sand để làm gì? Ai mà đen xì xì này? Hai anh em này. Đen như hai củ súng này. Đến giữa hè là đen xì à?